Tấn Thảm Kịch và Những Bài Học Về Việt Nam, tác giả Robert McNamara, người dịch Hồ Chính Hạnh, Huy Bình, Thu Thủy, Minh Nga, giọng đọc Hải Yến, số 30. Vị lãnh tụ phe thiểu số của Thượng nghị viện có mặt bên điện thoại ngay lập tức. Tôi chỉ có thể nghe được một nửa cuộc nói chuyện này, nhưng nó diễn ra như sau. Ép, Tổng thống nói và dừng lại để nhấn mạnh. Anh đã thất bại trong cuộc bỏ phiếu chết tiệt ngày hôm nay. Ông đang nhắc đến một cuộc bỏ phiếu có tính chất thủ tục quan trọng, có thể quyết định thất bại hay thành công cuối cùng của dự luật đó. Tôi nghe thấy Dickens nói lắp bắp. Quỷ thà mà bắt, anh nói tôi bị thất bại nghĩa là thế nào? Những người dân chủ ở miền Nam chết tiệt của anh đã bỏ mặc anh rồi. Tổng thống kiên nhẫn nghe, sau đó nói một cách trơn tru. Ép, tôi biết là những người dân chủ ở miền Nam đang chuẩn bị bỏ rơi tôi. Tôi hoàn toàn dựa vào anh để tạo ra đủ số người Cộng Hòa để bù đắp lại điều đó. Họ quay sang nói đùa trong vài phút nữa. Cuối cùng Johnson nói, này ép, có một thứ mà anh muốn. Đó là gì? Tôi muốn nói với anh rằng có một thứ mà tôi muốn, đó là đạo luật về quyền bầu cử. Sau đó, họ trao đổi để thỏa thuận với nhau về cuộc nói chuyện tiếp theo trên điện thoại. Đó chính là Tổng thống Johnson, người đã làm việc không ngừng để theo đuổi các mục tiêu lập pháp của mình, mà trong trường hợp này là nhằm đạt được một trong những đóng góp to lớn nhất cho sự hòa hợp các chủng tộc trong thế kỷ này. Vào một dịp khác, ông yêu cầu tôi cùng với ông gặp gỡ các vị lãnh đạo giới kinh doanh và lao động tại văn phòng nội các. Cuộc gặp này không liên quan gì tới vấn đề quốc phòng. Ông muốn giành được sự ủng hộ của họ đối với dự luật về quyền dân sự. Nhưng như tôi đã nói, ông thường kéo tôi vào các vấn đề không hề liên quan gì đến vận sự chính của tôi. Trong suốt một tiếng đồng hồ, ông thuyết phục các vị khách của mình gây áp lực với các nghị sĩ quốc hội của họ để bỏ phiếu cho dự luật này. Dường như ông đã đạt được không mấy kết quả. Cuối cùng, trong tâm trạng thất vọng hoàn toàn, ông nói, các bạn, chắc các bạn đều biết Jeffy. Tôi nghi ngờ việc ngoài tôi ra, những người có mặt trong phòng lúc đó còn có ai nữa biết rằng cô ta là người đầu bếp da đen lâu năm của Johnson. Mùa hè năm ngoái, khi cô ta, Bert và tôi đi qua bang Mississippi trên đường trở về Washington từ trang trại, Bert nói, Lyndon, liệu ông có thể dừng xe lại trạm xăng gần đây nhất không? Tôi muốn đi vệ sinh. Tôi trả lời, dĩ nhiên là có. Sau đó, chúng tôi dừng lại đi vệ sinh, rồi trở lại xe và tiếp tục đi được một lúc. Thì Jeffy nói, thưa Tổng thống, liệu ông có thể dừng lại ở bên lề đường được không? Vì sao cô muốn dừng lại? Tôi hỏi. Tôi muốn đi vệ sinh. Quỷ thà mà bắt. Tại sao cô không đi vệ sinh ở trạm xăng khi Bớt và tôi đi? Bởi vì họ sẽ không cho phép tôi làm như vậy, cô ta trả lời. Kể xong, Johnson đấm tay xuống bàn, nói bằng giọng đau đớn. Các bạn, đó có phải là đất nước mà các bạn muốn không? Đó không phải là cái mà tôi muốn. Ai đó có thể nói rằng đó là một dạp kịch, còn tôi thì biết rằng không phải như vậy. Cũng như vậy, nhiệm kỳ Tổng thống của Johnson được phán xét phần lớn là về Việt Nam, nhưng tôi tin rằng những nhà sử học tương lai ít chịu ảnh hưởng của sự chia rẽ, bất hòa của cuộc chiến tranh sẽ đưa ra cách đánh giá công bằng hơn. Công nhận ông với hai cống hiến lớn về luật pháp, đạo luật về quyền dân sự năm 1964 và đạo luật về quyền bầu cử năm 1965. Nếu không có hai văn bản pháp luật này, đất nước chúng ta hôm nay chắc chắn đang ở trong biển lửa, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tôi cho rằng lịch sử sẽ ghi nhận chúng trong số các thành tựu về chính trị to lớn nhất của thế kỷ này. Và tầm nhìn sâu rộng của Lyndon Johnson về tương lai của chúng ta, chương trình xã hội vĩ đại
vẫn mãi là mục tiêu để phấn đấu. Phải đau buồn nhìn nhận thấy rằng nó vẫn chưa được thực hiện, dù đã 30 năm trôi qua kể từ khi ông đặt ra vấn đề đó. Trước khi rời Washington vào đêm 14 tháng 7, tôi gọi điện cho Tổng thống Johnson để bàn về nhiệm vụ của tôi ở Sài Gòn và ở Việt Nam nói chung. Chúng tôi nói về việc chúng tôi đã bước vào thời điểm này như thế nào và những gì chúng tôi cần phải làm trong những ngày gay go sắp tới. Tổng thống, bản thân chúng ta biết trong tiềm thức của mình rằng khi chúng ta đề nghị đưa ra nghị quyết Vịnh Bắc Bộ, chúng ta không hề có ý định gửi đi nhiều lính bộ binh như này. McNamara, đúng vậy. Tổng thống, và bây giờ chúng ta đang làm như vậy, và chúng ta biết rằng nó sẽ trở nên tồi tệ. Vấn đề là ở chỗ, phải chăng chúng ta chỉ muốn làm điều đó một cách đơn phương? McNamara, nếu chúng ta làm như tôi đã đề nghị trong bản kế hoạch của mình, tức là gửi quân sang Việt Nam, thì chúng ta phải gọi thêm quân dự bị, gần như là chắc chắn. Nếu như chúng ta gọi thêm quân dự bị, ngài sẽ muốn đề nghị Quốc hội trao thêm quyền. Đây sẽ là phương tiện để giành sự ủng hộ. Bây giờ có thể là ngài sẽ nói, ở được. Những điều đó cũng có thể dẫn tới một cuộc tranh luận kéo dài và những tuyên bố mâu thuẫn với nhau. Tôi cho rằng chúng ta có thể tránh được điều đó. Tôi thực sự nghĩ rằng nếu chúng ta đến và nói với họ, nào, đây chính là tình thế của chúng ta không thể chiến thắng với số quân của chúng ta hiện có ở đó. Chúng ta phải tăng thêm quân. Nếu như chúng ta muốn chiến thắng theo cách hạn chế này mà chúng ta định nghĩa là chiến thắng, nó đòi hỏi phải đưa thêm quân sang Việt Nam. Cùng với hành động đó, chúng ta đang tiếp tục các sáng kiến chính trị nhằm thăm dò khả năng đàm phán về một giải pháp hợp lý ở đây. Và chúng tôi đề nghị các vị ủng hộ chúng tôi trong hoàn cảnh này. Tôi cho rằng ngài sẽ giành được sự ủng hộ của họ trong hoàn cảnh này. Và đó là một phương tiện để ngài vừa giành được quyền gọi quân lính dự bị, vừa lôi kéo được họ vào kế hoạch này. Tổng thống, điều đó nghe cũng có lý. McNamara, tôi không biết rằng ngài có muốn đi xa như vậy không, và tôi cũng sẽ không thúc giục ngài làm điều đó. Theo tôi, ngài cần phải làm như vậy, nhưng sự đánh giá đó của tôi ở đây có thể là sai. Tổng thống, nói chung, Rudd có đồng ý với anh không? Có, ông ấy hoàn toàn đồng ý. Ông ấy là một nhân vật cứng rắn xét về việc ông ấy không muốn mất Nam Việt Nam trong bất cứ hoàn cảnh nào, kể cả nếu như điều đó có nghĩa là đi tới một cuộc chiến tranh tổng hợp. Hiện nay, ông ấy không nghĩ là chúng ta phải tiến hành một cuộc chiến tranh tổng hợp nữa. Ông ấy cho rằng chúng ta phải cố gắng tránh nó. Nhưng nếu đó là những gì phải làm để giữ được Nam Việt Nam, thì ông ấy sẽ tiến hành cuộc chiến tranh tổng hợp này. Tôi gặp Westy ở Sài Gòn vào ngày 16-17 tháng 7 năm 1965. Những cuộc họp này làm tăng thêm những lo ngại và nghi ngờ xấu nhất của tôi. Westy nói là cho đến cuối năm, ông ấy cần 175.000 quân và thêm 100 quân nữa vào năm 1966. Với nỗi hoài nghi rằng liệu các cuộc tiến công bằng không quân có thể làm giảm được số lượng người và vật chất của miền Bắc gửi vào miền Nam xuống dưới mức cần phải có để áp đảo quân Nam Việt Nam và quân Mỹ hay không. Cho nên tôi đã thăm dò FT và các cộng sự của ông ta về hiệu quả của cuộc ném bom. Những điều mà tôi nghe được hoàn toàn không làm giảm được sự hoài nghi của tôi. Sau khi thảo luận một hồi lâu, cuối cùng tôi nói, đây là những kết luận của tôi, nhưng tôi muốn các bạn chứng minh được rằng tôi sai. 1. Việt Cộng và Bắc Việt Nam có thể huy động được thêm rất nhiều người, quân so với hiện nay. Chúng ta vì vậy phải sẵn sàng tăng cường sức mạnh của mình. 2. Việt Cộng không hề nhận được nhiều viện trợ trong quá khứ và hiện tại, và tôi không nghĩ rằng họ sẽ được viện trợ nhiều trong tương lai. 3. Vì Việt Cộng không được cấp nhiều viện trợ như vậy, nên những cuộc tiến công bằng không quân sẽ không đem lại tác dụng phá hoại đối với ngành hậu cần của Việt Cộng. Tôi không nói rằng chúng ta phải chấm dứt các cuộc công kích. Tuy vậy, tôi nói rằng chúng ta sẽ cần phải có thêm nhiều quân lính ở miền Nam để đối phó một cách có hiệu quả
với vấn đề này trên mặt đất. Sau đó, tôi tìm hiểu về vai trò của quân Mỹ ở Nam Việt Nam. Hai tuần trước đó, tôi đã chỉ thị cho Hội đồng các tham mưu trưởng Liên quân nghiên cứu các vấn đề chiến lược và chiến thuật quân sự và đánh giá về sự bảo đảm thắng lợi của quân Mỹ ở Nam Việt Nam trong trường hợp chúng ta làm tất cả những gì có thể làm. Tôi yêu cầu rằng việc nghiên cứu này phải vạch rõ chiến lược cụ thể của chúng ta sẽ là như thế nào. Bert Wheeler yêu cầu Andy Goldwater làm việc này. Ông ta đã sử dụng một nhóm nghiên cứu và cho ra đời một bản báo cáo dày 128 trang mà tôi nhận được ngày tôi bay đi Sài Gòn. Trả lời câu hỏi, liệu chúng ta có thể chiến thắng nếu chúng ta làm tất cả những gì có thể làm không? Bản báo cáo viết, trong khuôn khổ của những đánh giá một cách hợp lý, không thấy có lý do cho việc chúng ta không thể chiến thắng nếu như đó là ý muốn của chúng ta và nếu như ý muốn đó được thể hiện trong chiến lược và các hoạt động chiến thuật. Nhưng bản báo cáo cũng khuyến cáo một cách thẳng thắn rằng bất cứ sự đánh giá nào về sự đảm bảo thắng lợi của quân Mỹ ở Nam Việt Nam nếu như chúng ta làm tất cả những gì có thể được, cần phải giữ ở mức độ dự kiến vì nhiều lý do, trong đó đặc biệt bao gồm kinh nghiệm hạn chế của chúng tôi ở Nam Việt Nam, trong việc xác định thời gian của các cuộc hành quân, tiến công, gần đúng như loại được dự tính trong báo cáo này. Đó là điểm then chốt còn chưa rõ ràng của vấn đề. Westy và Bộ Tổng Tham mưu cho rằng quân Việt Cộng và Bắc Việt Nam sẽ bước vào cái mà Bộ trưởng Quốc phòng Hà Nội, ông Võ Nguyên Giáp, gọi là giai đoạn 3, các hoạt động ở quy mô lớn mà chúng ta có thể đối phó và tiêu diệt bằng chiến thuật quân sự thông thường, hoạt động tìm và diệt. Còn có giả thiết khác, có tính tuyệt đối hơn. Nếu quân Việt Cộng và Bắc Việt Nam không bước vào giai đoạn 3, Mỹ và quân Nam Việt Nam có thể phát động các cuộc phản công chống du kích có hiệu quả. Mặc dù tôi đã chất vấn về những đánh giá cơ bản này trong các cuộc họp của tôi với Westy và các cộng sự của ông ta, các cuộc thảo luận xem ra có vẻ hời hợt. Xét lại vấn đề, tôi thấy đã sai lầm rõ ràng khi không buộc phải có, lúc đó hay về sau này, cả ở Sài Gòn và Washington. Một cuộc thảo luận phân rõ thắng bại về những đánh giá lỏng lẻo, những câu hỏi không được trả lời này và những phân tích hời hợt về chiến lược quân sự của chúng ta ở Việt Nam. Tôi đã 20 năm làm việc trên cương vị là một người quản lý, xác định các vấn đề và bắt buộc các tổ chức, thường là ngược lại với mong muốn của họ, phải suy nghĩ kỹ càng và thực tế về các hoạt động mang tính chất phải lựa chọn, hoặc thế này hoặc thế kia, và những hậu quả của nó. Tôi không biết rằng sẽ có khi nào tôi hoàn toàn hiểu được rằng tại sao tôi đã không làm được điều đó ở đây hay không. Vào ngày 21 tháng 7, tôi quay trở về Washington và đệ trình lên Tổng thống bản báo cáo tôi đã chuẩn bị trong chuyến đi. Bản báo cáo được bắt đầu bằng một đánh giá thẳng thắn nhưng gây lo ngại như sau. Tình hình Nam Việt Nam xấu hơn so với một năm trước đây, khi nó đã xấu đi so với một năm trước đó. Sau vài tháng trì trệ, nhịp độ cuộc chiến đã nhanh dần. Việt Cộng đang đẩy mạnh các hoạt động để chia cắt đất nước và đánh tan quân đội Nam Việt Nam. Nếu không có sự giúp đỡ thêm nữa từ bên ngoài, quân đội Nam Việt Nam sẽ phải đối phó với những thất bại về chiến thuật liên tiếp, mất những con đường huyết mạch và các trung tâm dân cư, đặc biệt là ở vùng cao, sự tiêu tan dần dần các đơn vị quân đội Việt Nam Cộng Hòa và sự mất lòng tin của dân chúng. Tôi viết tiếp, không có biểu hiện cho thấy rằng chúng ta đã hoặc có thể chặn đứng được nguồn cung ứng cho Việt Cộng trong khi nhu cầu về vật chất của họ thấp như vậy. Cũng như những cuộc không kích của chúng ta vào Bắc Việt Nam đã không đưa lại những bằng chứng rõ ràng về mong muốn của Hà Nội đi tới đàm phán với một tinh thần phù hợp. Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ở Bắc Việt Nam và Việt Cộng dường như tin rằng Nam Việt Nam đang đi xuống dốc và sắp sụp đổ. Họ không cho thấy những biểu hiện của việc giải quyết vấn đề theo cách nào khác ngoài việc lấy lại hoàn toàn Nam Việt Nam. Sau đó, tôi nhắc lại ba khả năng
mà chúng tôi đã xem xét tới nhiều lần trước đây. 1. Rút lui trong những điều kiện tốt nhất có thể, gần như chắc chắn có nghĩa là một cái gì đó gần như là cuộc đầu hàng không điều kiện. 2. Tiếp tục như mức độ hiện nay, gần như chắc chắn buộc chúng ta sau này phải chấp nhận sự lựa chọn thứ nhất. Hoặc 3. Tăng cường lực lượng của chúng ta đáp ứng các yêu cầu của WebD trong khi hết sức cố gắng để mở ra đàm phán, gần như chắc chắn là ngăn chặn được thất bại trước mắt, nhưng cũng tăng thêm khó khăn và cái giá phải trả cho cuộc rút lui về sau này. Tôi bị lôi cuốn bởi phương án 3 đã nêu trên, một phương án mà tôi cho rằng đòi hỏi phải có trước hết một giải pháp nào đó có thể chấp nhận được. Tôi kết thúc bản báo cáo bằng việc trình bày lập luận của mình rằng các hoạt động được đưa ra trong bản tài liệu này, nếu như các hoạt động quân sự và chính trị được phối hợp với nhau một cách hài hòa và được tiến hành với sự mạnh mẽ liên tục và lòng quyết tâm rõ ràng, sẽ tạo ra cơ hội tốt cho việc giành được những kết quả có thể chấp nhận được trong một khoảng thời gian hợp lý. Các sự kiện tiếp theo đó chứng tỏ rằng những lập luận trên của tôi là sai lầm. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.